Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị và khách mời này. Đang nuôi sưu tầm bonsai thuộc trên cả nước đang xung quanh cuộc sống và thân hội viên ạ. Dạ, hiện tại là em đang có mặt tại vườn mai của em luôn ở thành phố Cần Thơ cô chú anh chị nha. Chia sẻ cùng cô chú anh chị, hôm nay mình có phôi tứ quý với lại một số cây mai để mình chuẩn bị cho Tết 2025 đó cô chú. Chúc cô chú anh chị mình xem rất vui và lựa chọn được những cây ưng ý luôn ạ. À, chị xin chào em luôn ơi. Dạ, chào chị Hương ha, chào cô chú anh chị. À, lâu lắm rồi nay mới lại clip của anh chị. Nay em giao lưu của chú anh chị một số thành phẩm với lại phôi của chú anh chị. Rồi, đầu tiên là cây mã số 1 thành phẩm tứ quý ghép cái này rồi, tứ quý ghép Sài Gòn của chú anh chị, siêu Sài Gòn ha. Cái này đủ tàn rồi chú anh chị ơi. Đã sửa được một cái dây ha. Này về chơi Tết là nó vô nụ của chú anh chị. Cây này một cốt nhưng mà phơm nó khá là lùng của anh chị ha. Nhìn cây nó liền lạc không chị. Cây đế đẹp không chị. Được rồi. Đế sổ mà nó gom đế mà tôi chứ chị. Được rồi. Hoành thân cái vị trí này là 26 của chú anh chị. Dạ. Chiều cao cây này 70. Tán ngang là 60 của chú anh chị ơi. Rồi cây tứ quý mã số 1 ghép siêu Sài Gòn em yêu của chú anh chị giá là 3,5 triệu, em bao ship của chú anh chị. 3,5 triệu cái túi cây này đủ chi tàn luôn ạ. Cây đủ tàn cho chú anh chị ha. Này về mình chỉ ta nuôi nụ Tết có bông của chú anh chị. Dạ, rồi. Rồi, tiếp theo là mã số 2 của chú anh chị. Một cây tứ quý ghép Đa Phúc ha. Cây này ghép hai mùa của anh chị. Cây dáng trực mà dốc ngọn luôn cô chú anh chị. Dáng trực có cành đều của anh chị. Họ chọc là nó bự luôn anh chị ha. Bự này mà ngón tay chỏ rồi. Cái thôi không là chi cành đóng tứ diện mà dốc ngọn còn xíu rồi cô chú anh chị. Cây này hôm nay bông nhiều của anh chị. Đã phút mà. Chỗ nụ có thể dày ha. Đế cũng khá ha cô chú anh chị. Đế khá đế của anh chị. Dạ rồi, chị xin số hoa lên nha. Rồi. Hoành cái chỉ này là 32 hoành của anh chị ơi. Dạ rồi. Chiều cao. Chiều cao là 1m2. Tán ngang. Cái này là 1m của anh chị. Cây này đang nằm ở chậu 6 của anh chị. Rồi, cây mã số 2 này như cô chú anh chị là giá 6,8 triệu, em bảo xếp của chú anh chị. Dạ, giảm ra hút nhà mùa như cô chú anh chị. Cùng là lên nụ rất là nhiều của anh chị ha. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số 3. Dạ, mã số 3 nha cô chú anh chị. Một cây tứ quý dáng quỳ, đế đẹp của chú anh chị ha. Cây này ghép siêu bông bình lợi của chú anh chị. Chột này bự gần bằng ngón tay cái luôn rồi ha chú anh chị. Này ghép từ đầu năm tới giờ luôn rồi. Nè đang có nụ nút kia mọi nắp lá luôn rồi cô chú anh chị. Đã làm nụ của chú anh chị ha. Đó, nụ lên đầy hết trơn. Tết này cây này bông rực rỡ luôn anh chị. Cây này thì ấm tàn hết trơn rồi, đều tàn hết trơn rồi chú cô chú anh chị nha. Cây này em ép chậu luôn ha, chậu này chậu 5 của chú anh chị. Đế rất là đẹp luôn nè, đây ha. Dạ, rồi. Hoành nghi vị trí này là 36 của chú anh chị. Dạ. Chiều cao 72. Cây này tán ngang là 72 là của chú anh chị ơi. Được rồi, cây mã số 3 tứ quý ghép bình lợi giao lưu của chú anh chị giá là 9,8 triệu, em bao ship toàn quốc của chú anh chị. Dạ, 9,8 triệu nha cô chú anh chị ha. Cây này nó đều tàn tròn hoàn toàn hết trơn rồi cô chú. Cái chi ghép này cỡ bằng ngón trỏ ngón cái mình hết trơn rồi ha. Này về mình việc chăm rồi là nuôi nụ chơi Tết thôi chưa. Dạ rồi. Tiếp theo là cây mã số 4 của chú anh chị. Một cây tứ quý, cây này ép Đa Phúc luôn chị. Ủa? Cây này cái này ghép giảo siêu nụ chứ lộn của chú anh chị. Dạ, giảo siêu nụ ha. Giảo siêu nụ nhau hết cô chú. Cây này quá trời cái nồi đế luôn ạ. Cái nồi đế là nằm cứng ngắc cái chậu luôn chị ơi. Dạ.
để bàn ha. Gói gói lọn lọn gói gì này trong chậu uvan cũng chơi để rất là đẹp ha. Nó cũng cỡ bằng ngón trỏ ngón cái luôn rồi nó chưa chín này về mình nuôi chơi tết luôn chị này. Cái này nụ rất nhiều ha, cái này vô nụ kim mỗi nách lá luôn ạ. À có chỗ lại gai luôn chị, chị cành đóng đều ha, để dạ. Nó quỳ rất là đẹp luôn chị. Chị xin số đo luôn chứ. Rồi quanh cái vị trí này 36 của chúng chị. Dạ. Tổng nồi đế ha. Tổng cái nồi đế này khoảng 201 của chúng chị. Ủa. Từ cái nồi đế này khoảng 180 của chúng chị, 180 dạ. À. Rồi, chiều cao cái này là 1 m. Tán ngang 90. Rồi cây mã số 4 ghép giảo siêu nụ vô của chú anh chị giá là 16.800.000, bao ship của chú anh chị. Cây này bao ship của chú anh chị bán kính là 200 km luôn chị. Cây này nặng lắm luôn chị. Lắm nha quý cô chú anh chị. Tàn đều mà bo ghép lớn tàn dày kính mít hơn chị ha. Đó, để rất đẹp luôn chị. Nó phô diễn cái bề đế này ra nhìn rất là khéo. Này về chơi tết lãi lá ra là đường thân với lại bộ đế đẹp cực kỳ luôn chị. Yeah. Rồi chị đỡ luôn em ha. Rồi tiếp theo là cái mã số 5 của chú anh chị này, tứ quý ghép bình lợi của chú anh chị. Chi cành đều luôn nha quý chú anh chị. Cái này tết mà em mới ghép đây nên này có bông tết nhưng mà điều nó chưa nhiều ha, nên bán giá của chú chị về chơi giá nó ngon luôn chị. Ó cây đế khá luôn chị, chạy đều uống mặt hết trơn ha. Cây này chi cành đóng đều từ trên dưới chị. Cái này năm sau bàn đẹp luôn chị, không thiếu một nào hết ha. Dạ rồi chị xin chú ra luôn nha. Rồi còn nghe vị trí này 28, chiều cao là 60, tán ngang cái này là 60 luôn của chú anh chị ơi. Cây ăn nằm chỗ 4 ha, chỗ 4 lọc lòng. Rồi cây mã số 5 này lưu của chú anh chị giá là 3.300.000 em bao ship của chú anh chị. Dạ phôi tứ quý mình ghép siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Chi cạnh đều hết ha. Dạ chị đổi cây luôn ha. Rồi thôi chị. À, tiếp theo mã số 6. Rồi tiếp theo cây mã số 6 tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Cái này nhìn tốt như là cái tàn dù cũng vậy ha. Nó quái được cái là cái này có cái nhánh nó cặp theo thần nó sắn lên rất là đẹp luôn chị. Cây rất là quái ha. Tôi quý kiếm cái hàng này là phải dễ luôn chị. Không là đường thân rất là sạch ha. Lập tàn dù ở trên. Cây rất là đẹp luôn chị. Lập tàn đủ chi hết trơn rồi biết thôi chứ anh chị nha. Cây đã vô ngủ luôn chị. Chót dạ. Ngọn luôn chị. Cái này có củ lấy nở nữa nha cô chú. Củ sáng sáng hay có đường thân luôn chị. Rồi cái này hoành củ ở dưới này là 29 dạ. Xích này là 25 hoành dạ. Chiều cao cái này 85, tán ngang là 60 của chú chị. Rồi cây tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn số 6 ở Nghi Lô của chú anh chị giá là 3.500.000 bao ship của chú anh chị. Dạ 3.500.000. Cái thân nó sắn sắn thì nó cũng lạ lạ, màu quái quái nha cô chú anh chị ha. Thân sắn theo nó quái luôn chị ha. Dạ rồi chị ở cây luôn ha. Dạ tiếp theo mã số rồi, 7 nha. Tiếp theo là mã số 7 của chú anh chị. Mã số 7 ha. Một cây tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn. Cây này một cốt tàn dù của anh chị, trực cao ha. Đó. Dạ phôi tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn phôi tàn lớn nha cô chú. Cây này em ghép gần 2 năm rồi của anh chị. Chọc cái bằng có cái chọc cũng bằng tới cái luôn ha. Cái phôi xong là cốt cành đều mà dốc ngọn nữa nha cô chú anh chị. Đã sửa tàn rất là đều của anh chị, này về việc chăm mình chơi tết thôi.
Đó. Cây để nở luôn anh chị. Cái thân nó sắn sắn nhìn cũng quái quái lắm chị. Cái này nó già cây lắm rồi anh chị ơi. À, cây này có độ sỏi nhẹ nha, tôi nói chuyện là nó rôm đế luôn à. Này em nói chậu mỏng luôn hả? Dạ, chị chưa xếp ra đây nha. Rồi, cây hoành ngay vị trí này 49 hoành của anh chị. Dạ. Tán ngang cây này là 1m1. Chiều cao cây này khoảng 1m6 của anh chị. Chị hao ha, 1m6 của anh chị. Được rồi, cây tứ quý mã số 7 SC1 Sài Gòn em luôn của anh chị, giá là 26.500.000, em bao ship 200km của anh chị. Cây này nó già coi hết trơn, cô chú anh chị có nút nụ kim luôn rồi đấy hả? Em đã làm xử lý vô nụ kim rồi chị ha. Về mình chăm phân đều cử chơi đất thôi. Cô chú anh chị mình ưng ý cây nào mình liên hệ với số điện thoại của em Lưng giúp em nha quý cô chú nha. À, chào rồi. Được rồi, tiếp theo là mã số 8 quý vị. Cây này cây biếu của chú anh chị. Cây tứ quý ha, thân lắc nhẹ, lên đây là một cốt của anh chị. Cây này ghép xương Sài Gòn, em ghép hai mùa của anh chị, chột bằng ngón tay cái trơn rồi, sữa tàn đều hết trơn của anh chị. Đó, tàn xương sữa kỹ càng không anh chị ha, tàn dày của anh chị. Cái này mình sữa xương chi đồ bỏ đều hết trơn rồi nha quý cô chú. Này về của chú anh chị cái việc chăm mình chơi tết thôi. Cây này đế đẹp luôn quý chị ơi. Đế đều bốn mặt tứ diện luôn chị. Này đế sổ xuống nữa mà em dựng miếng lên của dựng miếng mũ lên của anh chị. Em chưa có sổ xuống ha. Tết là mới sổ xuống. Để giữ về cho nó ấm luôn chị. Cái này nó đế đều chứ không có chống bên nào nữa. Cái này nằm chậu này lọc chậu 1m của chúng chị ha, lọc lòng 1m luôn. Cây ngoài bự lắm chị ơi. Cây này ở trên ngọn nó hơi lắc nha mấy cô chú anh chị. Chả nó lắc theo từ thân rất là đẹp của chị ha. Lúc nụ cây này vô lúc nụ mỏ nách lá luôn nha quý cô chú. Rồi. Đây nó hoành luôn quý anh chị. Cái này hoành cái vị trí này. Hoành cái vị trí này là 52 hoành của chúng chị ha. Là xuất lên xíu. Xuất lên là 50. Dạ. Cái này đế sổ rồi được 5 tấc luôn anh chị. Tổng chiều cao là 1,5m luôn. Tán ngang. Tán ngang là 1,2m của chú anh chị. Cây rất là bự ha, cây này hai người ôm mới giáp ngõ của chú anh chị. Dạ. Cái gì cây làm cho một lòng 1m. Đó, nó đế rất là khủng của anh chị ơi. Tàn đều với nó đế luôn ha. Này về của chú anh chị có sân rộng để đẹp luôn của anh chị. Mình giao luôn giá bao nhiêu? Được rồi, cây mã số 8 tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn em luôn của anh chị, giá là 68 triệu. Dạ. Em bao ship bán kính 300 km tới giao của anh chị ha. Ok. Dạ rồi, em đi thêm vòng đế đó cô chú anh chị nhìn xem rồi cảm nhận giúp em nhé cô chú. Cây ngoài nhìn nước rất là lực của anh chị. Sữa đã hoàn thiện ha. Dạ. Anh chị về cái việc chơi thôi. Dạ rồi, mình đổi cây luôn ha. Tiếp theo là mã số 9 tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn, một dạ. Cốt tàn sữa đều của anh chị ha. Đó. Cây đế khá đẹp của anh chị. Cái nằm gọn chậu ha. Một cốt thay cành đóng đều của anh chị. Dạ,
này về dễ chơi Tết thôi. Đấy cũng đều lắm nha cô chú anh chị. Rồi. Còn cái vị trí này là 26. Dạ. Chiều cao 75. Tán ngang là 50. Rồi cái mã số 9 tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn. Alo cô chú anh chị giá là 3,2 triệu em bao ship cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo mã số 10. Cây tứ quý ghép siêu bông Bình Lợi rồi anh chị ơi. Gắn trực tàng thông. Gắn trực tàng thông. Sửa tay cành đều cho anh chị. Cái vòm cây dốc ngộ luôn đó cô chú anh chị. Cô anh chị về cái việc chăm thời điểm này gì về về gái con vô nụ rồi mình chơi Tết thôi anh chị. Không làm gì nhiều nữa ha. Dạ rồi, chị sẽ rất là lâu nha. Rồi. Bằng cái vị trí này 26 của chú anh chị. Chiều cao cái này 90. Tán ngang là 60. Rồi, cây tứ quý mã số 10 ghé sâu mình lại. Hello cô chú anh chị giá là 3,4 triệu em bao ship của chị. Rồi, 3,4 triệu. Rồi. Dạ, mã số 11. Tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn. Dạ. Cái này cũng một cốt tàn không luôn quý anh chị. À, mình ghép đủ chi đều tàn luôn với cô chú anh chị nha. Đó. Này về cho Tết thôi. Thời điểm này mua cây là khỏe nhất quý anh chị. Mua về cái việc mình gãi phân làm nụ thôi. Dạ. Cái này có một cục đế luôn nha cô chú anh chị. Đó. Chỉ cần đóng đều hết ha. Về chơi thôi. Rồi, quanh cái vị trí này 25. Chiều cao 88. Tán ngang 58. Rồi cái tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn mã số 11. Anh alo cô chú anh chị giá là 3,2 triệu. Dạ. Em bao ship. Số 12. Cây tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Cây này đế sổ nhãn khum ha. Thân lắc nhẹ. Đế sổ mình đã gom rồi đế không biết chứ. Cây này có cái đuôi nhìn nó rất tự nhiên của anh chị ha. Tàn nó sửa đều của anh chị. Cây này thì cái chọc ghép cũng khá là to với cô chú anh chị. Này chọc ghép mà nó là cái của anh chị. Dạ. Này ghép 1,5 năm rồi. 1,5 năm rồi 2 năm rồi. Tàn nó sửa đều ha, cô chú anh chị về chăm chơi Tết không chị. Dạ rồi. Rồi, nó hoành luôn. Hoành cái vị trí này 32 hoành. Dạ. Cái này đế sổ là 3 tấc. Chiều cao là 90. Tán ngang cái này 90 luôn của chú chơi. Rồi. Cái tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn mã số 12. Cái lô của chú anh chị giá là 7,5 triệu em bao ship của chú anh chị. Dạ cái form cây khá là duyên dáng nha cô chú chị. Đó, tàn đều hết trơn chị ha. Dạ rồi. Em có 4 cây phôi ha. Phôi mini. Cây này mã số 13 cô chú anh chị. 3, 4, 5, 6, 13. Cây phôi dáng khum quý anh chị. Đó, cục đế đi theo từng thân luôn ha. Cong một đường luôn. Cô chú để chỉ cần cô chú có ghép thì ghép, còn cô chú không thích thì mình tán hồng đinh của anh chị. Yeah. Ghép hai bo chơi được rồi. Cây đừng không lắc rất là nhìn nó cũng có duyên của anh chị ha. Cộng rễ lực lực không rồi cô chú anh chị nha. Cộng rễ to không. Này nhiều luôn bộ đế cho anh chị. Này thân nó nhỏ luôn. Vậy rồi. Hoành thân ngay vị trí này 23 của chú anh chị. Yeah. Chiều cao 45. Con này đế sổ 24 của chú anh chị. Rồi cái tứ quý mã số 13 cây phôi. Cái lô của anh chị giá là 3,4 triệu em bao ship toàn quốc thôi chú anh chị. Dạ 3,4 triệu. Này mình ép chậu sao như chơi nhỏ nhỏ ok. Này ép cỡ chậu 2,5 rồi chú anh chị. Dạ. Ép chậu 3 chứ, 3 là vừa luôn. 2,5 hơi quá. Dạ, chị đỡ. Được rồi. Theo là mã số 14. Cây tứ quý phôi
nó cũng dáng siêu siêu của chú anh chị. Có cốt cành sẵn, cốt cành sẵn luôn. Này về mình ghép đậu bo bo thôi, ra gan tay đầy của chú anh chị. Để sẵn mà nó gom để cho chú ha. Để củ tròn giò sổ luôn không chị ha. Hoành là 21 của chú anh chị. Đế cũ, cũ là 42. Chiều cao cây 38. Đế sổ là 20. Rồi cây mã số 14, cây phôi. Cái quý vô của chú chị giá là 3,5 triệu bao xíu của chú anh chị. Cây nhìn rất là khéo của duyên của chị ha. Cốt đế cũ của chị ha, một cốt đế cũ, làm cục đế hàng sổ luôn của chị. Độ sổ nôm luôn ấy, cô chú anh chị. Cây đường thần cũng khá là khéo của chị ha. Ghép đầu hai bo cũng mau đầy đàn đó của chị. Chị xin số ra luôn em nha. Cây hoành tại vị trí này là 32 hoành của chú anh chị ơi. Dạ. Chiều cao của cây 56. Đo hoành cũ đế ha, là 105. Cây này sổ 25. Rồi cây mã số 15 thôi tứ quý em cho chú anh chị giá là 4,3 triệu em bao xíu của chú anh chị. Sáu của chú anh chị, mã số cuối clip luôn ha. Mã số 16 thôi tứ quý. Cây thân dáng lắc, một cốt tay cành đẹp của chú anh chị. Tạm nay một cái tàn dù rất là đẹp ha. Đế cũ tròn do của chú anh chị, đế cũ mà sổ nữa. Rồi. Cây hoành tại vị trí này là 26 hoành. Dạ. Chiều cao là 60. Đó cái cũ của anh chị. Cái cũ đặt này là 49 của anh chị. Chiều cao cây này là, ủa chiều cao đâu rồi? Độ sổ là 20. Rồi. Cây 16. Cuối clip này cho tôi của anh chị giá là 4,2 triệu bao xíu của anh chị. Dạ. 4,2 triệu thôi tới quý mã số 16. Rồi. À, nay mới clip nên mong cô chú anh chị ủng hộ ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ thời gian qua. Rồi tạm biệt, chào cô chú anh chị. Em xin phép được kết thúc clip ở đây luôn đó cô chú anh chị.